các bạn, tôi đang có mặt ở Bản Nưa thuộc xã Yên Khê, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An. Chúng ta hãy cùng nhau trải nghiệm một hình thức du lịch hết sức mới mẻ, ấn tượng độc đáo tại miền Tây xứ Nghệ, đó chính là homestay. Xin chào. Đây chính là căn nhà của người dân bản địa mà chúng ta sẽ cùng lưu trú theo hình thức homestay. Căn nhà của người Thái được làm bằng gỗ rất đẹp, với sàn nhà được lát bằng gỗ dổi, được lau chùi sạch sẽ sáng bóng. Tập quán của đồng bào dân tộc Thái là ngủ ở sàn nhà. Vào mùa đông thì họ chuẩn bị thêm những lớp đệm rất ấm áp và những chiếc chăn. Những chiếc chăn thổ cẩm được dệt may bởi bàn tay khéo léo của phụ nữ Thái. Còn bây giờ thì cũng tương đối muộn rồi, xin mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng xuống bếp để tự tay chuẩn bị bữa tiệc tối nay. Cái này thì anh em ăn khao lam còn, món là món khao lam. Chúng ta sẽ làm món cơm lam, đây là món ăn đặc trưng của người Thái. Nguyên liệu của cơm lam gồm ống nứa non, gạo ngon và nước cốt dừa. Chị có thể để cho em làm nốt công đoạn này được không ạ? Đổ thêm nước cốt dừa vào ống cơm và bước cuối cùng là đưa ống cơm nung trên lửa khoảng chừng 20 phút. Đây chính là thành quả mà suốt một thời gian tôi và chị Hoa đã cùng làm. Món cơm lam rất là thơm và chúng ta sẽ ăn bằng cách là xé nhỏ những cái lớp vỏ. Trước bữa ăn, chúng tôi cùng với những du khách Nhật đã hòa mình vào điệu nhảy sạp vui tươi của đồng bào dân tộc Thái. Wow, chúng ta có thể nhìn thấy là bữa ăn rực rỡ, sắc màu, đa dạng và phong phú, phải không quý vị và các bạn? Sau một thời gian dài chuẩn bị dưới sự hướng dẫn của chị Hoa, chủ nhà homestay của chúng ta ngày hôm nay, thì tôi và một số người bạn ở đây đã chuẩn bị được bữa ăn này. Đó là món cơm lam, xôi tím, cá mắt sông răng và đặc biệt là món mọc. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau nâng chén để thưởng thức những món ăn độc đáo của người dân tộc Thái. Yeah, yeah. Yeah.